Em chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Ở những video trước thì em đã quay cho anh chị xem một số những mẫu xe đạp đang được trưng bày tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Thì nhiều anh chị đang có nhu cầu là muốn mua một chiếc xe đạp có kết hợp thêm cả tạ hoặc là cái bánh xoay, thì để giảm thêm eo bụng. Thì ngày hôm nay để đáp ứng những cái mong mỏi đấy của anh chị thì em xin giới thiệu tới anh chị mẫu xe đạp kết hợp được những chức năng mà anh chị đang mong muốn, đang được trưng bày tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Đó là xe đạp tập thể dục của Elip với mã sản phẩm là MH2085. Thì em đang quay cho anh chị xem đây ạ. Đối với cái dòng xe này thì cảm quan đầu tiên anh chị có thể nhìn thấy là được bao phủ một màu bạc và màu xanh rất là hiện đại và sang trọng, đúng không ạ? Đối với cái dòng xe này thì anh chị có thể kết hợp là tập toàn thân hoặc ngồi tập hoặc là đứng tập hoặc là tập liên hoàn cả tay. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm đi kèm thêm những chiếc tạ như thế này. Đối với sản phẩm thì được trang bị hai kiểu tay cầm như anh chị có thể nhìn thấy. Anh chị có thể cầm vào đây hoặc mình có thể cầm vào đây, rất là thuận tiện và dễ dàng. Cùng với đó là chức năng tập tạ như em có vừa hướng dẫn cho anh chị xem. Ngoài ra thì sản phẩm có thêm cả chức năng là xoay eo. Anh chị có thể dẫm lên trên này và mình có thể xoay eo rất là tiện lợi. Đối với cái sản phẩm mà nhiều ưu điểm như thế này thì em tin chắc rằng nó có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của tất cả các thành viên trong gia đình nhà mình. Khi mà anh chị nhìn thấy cái sản phẩm này, điều đầu tiên em chắc chắn rằng anh chị có thể cảm nhận là sản phẩm rất là đẹp, đúng không ạ? Đây có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình nhà mình. Sản phẩm được kết hợp của những chiếc xe đạp tập thể dục với những chiếc máy đi bộ trên không. Máy được cấu thành từ bộ khung thép cao cấp, không gỉ vững chắc, tạo ra thực sự an toàn và vô cùng thoải mái trong quá trình anh chị tập luyện. Bàn đạp như anh chị có thể nhìn thấy, bàn đạp của sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, rất là bền và có cái tính năng là chịu lực tốt, giảm hao mòn. Bánh đà của sản phẩm như anh chị có thể nhìn trên đây. Bánh đà thì với trọng lượng là 7 cân, dày 3,5mm, với bán kính là 460mm. Sản phẩm thì ngoài ra có thêm cả núm trợ lực. Với bánh đà được làm bằng chất liệu là thép không gỉ như thế này thì được trang bị thêm là phun xương sáng bóng thì sẽ tránh hao mòn. Ngoài ra thì hệ thống kháng lực bằng đệm len siêu bền có thể điều chỉnh được có mức độ tùy theo với cái bài tập mà anh chị mong muốn, giúp cái tăng cường được cái hiệu quả trên mỗi vòng đạp. Hệ chuyển động của sản phẩm thì nằm ở bên trong này và sản phẩm được làm bằng dây xích rất là tốt. Trong quá trình mà anh chị tập luyện thì em cam kết với anh chị rằng là sẽ không ra gây ra được cái tiếng ồn khó chịu. Anh chị có thể điều chỉnh ghế ở các mức khác nhau sao cho phù hợp với cái dáng người của mình, cũng như là anh chị cảm thấy là thoải mái nhất. Ngoài ra thì sản phẩm là có sự trang bị của dây cô loa cũng sẽ mang lại sự nhẹ nhàng và êm ái hơn trong quá trình tập luyện. Sản phẩm thì có đi kèm thêm cả màn hình hiển thị các chỉ số quan trọng, ví dụ như là thời gian, độ tập luyện được bao nhiêu km, nhịp tim, anh chị có thể dễ dàng đo được. Với một cái sản phẩm mà hoàn hảo như thế này thì anh chị có biết là tại Ecomart đang bày bán với giá bao nhiêu không ạ? Chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng là anh chị đã sở hữu cho mình một chiếc xe đạp tập thể dục đa năng như thế này. Em mời anh chị qua Ecomart Đông Anh hoặc là Ecomart Mê Linh để tham khảo sản phẩm xe đạp cũng như là rất là nhiều các mẫu mã khác đang được trưng bày tại Ecomart. Ngoài ra thì anh chị muốn mua thêm máy chạy bộ thì hiện tại Ecomart cũng đang có rất là nhiều. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.